Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review dầu ăn dặm bổ não hạt lanh mâm mi giá bao nhiêu tiền. Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Trẻ càng nhỏ nhu cầu chất béo càng cao. Trong 2 năm đầu tiên, do cơ thể trẻ và cả não bộ của trẻ đang phát triển nhanh, rất cần axit arachidonic, một axit béo không no có nhiều trong mỡ động vật, do đó tỷ lệ cân đối giữa chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật đối với trẻ nhỏ được khuyến nghị là 70% và 30%. Vì vậy, em bé của bạn cần cả dầu có nguồn gốc động vật và dầu thực vật. Với tỷ lệ là hai bữa dầu cá hồi và một bữa dầu hạt lanh, dầu o Dầu hạt lanh là chất béo quý, hiếm, là vua omega 3 vì chứa một lượng omega 3 đáng kể tốt cho sự phát triển trí não của con. Dầu hạt lanh bổ não mi làm từ hạt lanh trồng phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, trong khí hậu khắc nghiệt với mùa đông lạnh giá và mùa hè nóng nực. Dầu ép từ hạt lanh có màu xanh vàng, đặc biệt rực rỡ. Hương trái cây mạnh mẽ với mùi hạnh nhân và quyết đường thoang thoảng. Chai dầu hạt lanh hữu cơ này có hương vị tê mới và cân bằng, được thiết kế để làm tăng hương vị của món ăn. Giúp đánh thức vị giác và tạo cảm giác ngon miệng ở trẻ sơ sinh, 100% nguyên chất. Dầu hạt lanh hữu cơ, công nghệ ép lạnh, giúp lưu giữ tối đa vitamin và chất béo tốt trong hạt lanh. Dầu omega 3, omega 6, omega 9, mùi và hương vị dịu nhẹ hơn dầu ăn của người lớn, dễ kết hợp với các món ăn của bé. Hợp với tất cả các món ăn dặm của con, thể tích 100ml đóng trong chai thủy tinh cao cấp có khả năng chắn ánh sáng mặt trời. Giúp bé ăn ngon hơn, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường